Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng sẽ được chia sẻ chọn bộ đề thi tham khảo lý thuyết lái xe mô tô tại Mỹ, bang Alaska, phiên bản song ngữ Anh Việt đề số 2. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Thank you.